Xin chào tất cả mọi người. Đây là cây có giá trị tiền tỷ đây. Mọi người nhìn nó rất bình thường này thôi, nhưng mà nó không bình thường chút nào. Mọi người hãy chú ý xem. Đây, nó lạ kiểu nào mà nó lại có giá tiền tỷ. Đây rồi. Chủ yếu tiền tỷ là ở chỗ này. Cây này là ở bên Trung Quốc họ đang săn tìm với giá tiền tỷ. Nhưng bây giờ kiểm lâm là họ kiểm tra rất là nghiêm ngặt về loại cây này, nên là không ai có thể mang đi bán được. Mọi người yêu thích cây này thì có thể like, share, đăng ký kênh của mình nhé.